Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán giả của Net Việt TV chào mừng quý đến tiết mục Hot News với Thanh Tùng. Hot News với Thanh Tùng ngày hôm nay là những bản tin mới. Tin mới đó là thống đốc Gavin Newsom vào ngày hôm nay loan báo bắt buộc tất cả các thầy cô giáo và tất cả các nhân viên làm việc tại các trường công lập ở tiểu bang Cali phải chích ngừa đầy đủ COVID-19 hoặc là phải có kết quả xét nghiệm âm tính mỗi tuần. Kèm theo thông tin ngày hôm nay, đó là cũng bắt đầu từ ngày hôm nay thứ tư hôm nay thứ tư ngày 11 tây tháng 8 là bắt đầu có hiệu lực cho việc nếu có vị đi thăm thân nhân đang điều trị bên trong các bệnh viện, các trung tâm y tế hay có vị đến thăm thân nhân ở các nursing home thì quý vị bắt buộc phải có bằng chứng đã chích ngừa đầy đủ COVID-19 hoặc là quý vị phải có bằng chứng xét nghiệm âm tính COVID-19 72 giờ đồng hồ trước đó. Cũng trong ngày hôm nay, chúng tôi mang đến quý vị phần thông tin liên quan đến việc số trường hợp trẻ em, không riêng gì Cali đâu, mình đang tính trên cả nước Mỹ bị nhiễm COVID-19 và phải nhập viện và thậm chí có những hậu quả lâu dài hiện đang gia tăng. Sau khi nhiễm COVID-19 đang gia tăng rất mạnh trên toàn quốc và kể cả tại tiểu bang Cali, hàng loạt các công ty ban hành lệnh bắt buộc phải chích ngừa COVID-19. Đây là những công ty lớn, đó là những công ty nào? Tất cả những thông tin chi tiết này thân thuộc sẽ mang đến quý vị sau ít phút giới thiệu với quý vị các bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Cháo đêm 360 Cháo đêm 360 khai trương vào thứ năm tuần này 13 tháng 8 với hàng loạt món cháo như cháo ít Singapore, cháo cá tươi, cháo vịt và gỏi vịt, cháo gà và gỏi gà từ 5 giờ chiều đến nửa đêm. Cháo đêm 360 cũng là nhà hàng 360 trong khu Grand Mall San Jose 669 230 6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo toàn chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong thời gian này. Mua hai sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng 408 528 9297. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand San Primo San Jose chuyên phục vụ các món ăn dân giả Việt Nam đang cận nhân viên phụ bếp và chạy bàn 408 277 0922. Tien karaoke có gì muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ muốn đổi máy hư thành máy mới gọi anh Đoan Nguyễn 408 223 2300 hoặc vào trang nhà triencaraoke.com An khang mì gia trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Dù dịch bệnh tại Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, công ty Ly gửi tiền và Ly gửi quà vẫn cố gắng phục vụ nhanh nhất để tiền và hàng hóa của quý vị đến kịp người thân của mình tại Sài Gòn cũng như 24 tỉnh thành. Với những khu vực đang bị phong tỏa, nhân viên giao tiền của công ty sẽ liên lạc người nhận để tìm mọi cách giao trong thời gian nhanh nhất. Công ty Ly gửi tiền lẻ, Ly gửi quà cho Ly Travel đang cần tuyển nhân viên nam và nữ biết sử dụng máy vi tính, làm việc toàn thời gian và bán thời gian. Mọi chi tiết xin lạc số điện thoại 408 528 6789 hoặc 408 270 6262. TNT Orchids trong khu thương xá Grand San Mall San Jose với rất nhiều loại hoa lan tuyệt đẹp được chăm sóc bởi bàn tay của chủ nhân am tường về hoa lan. Có một nursery lớn với đủ loại cây ăn trái độc đáo 408 396 -7773 hoặc 4085687367. Nhà hàng Phở Life với món phở ngon độc đáo và nhiều món ăn khác bảo đảm hợp khẩu vị dù thực khách khó tính nhất. Nhà hàng Phở Life 3533 Homestead Road, thành phố Santa Clara, 408 551 0889. quý vị đầu tiên bản tin gây chú ý nhất trong ngày hôm nay đó quý vị là thống đốc Gavin Newsom vào ngày hôm nay thứ tư 11 tháng 8 loan báo một sắc lệnh mới đây là lệnh nha quý vị lệnh bắt buộc tất cả các thầy cô giáo và các nhân viên làm việc trong tất cả các ngôi trường công lập của tiểu bang Cali phải tiếp tục chích ngừa COVID-19 và chích ngừa đầy đủ. Tin này được đưa ra giữa lúc số trường hợp nhiễm COVID-19 đặc biệt là vì nhiễm phải biến thể Delta đang đẩy con số người nhiễm bệnh, con số người được điều trị trong bệnh viện và bây giờ kể cả con số người tử vong vì COVID-19 đang tăng cao trên toàn quốc nói chung và đặc biệt ngay tại tiểu bang Cali nói riêng. Dĩ nhiên, tăng á, quý vị nghe chữ tăng cao là khi mình so với những ngày mà mình chạm cái đáy là con số thấp thiệt là thấp, đó là khoảng tháng 6, đầu tháng 6, giữa tháng 6 của năm nay. Rồi khi quý vị thấy con số lây nhiễm của Cali rất là thấp, cho nên bây giờ khi bước sang đầu tháng 8, với con số lây nhiễm nó tăng là tăng, tháng 8 nó tăng cao hơn so với tháng 6. Nhưng nếu mà đem so chung cho cả nước Mỹ đó thì Cali không thể so sánh được với bên tiểu bang Florida. Tiểu bang Florida bây giờ đó quý vị mới là nơi mà phải chiến đấu một cách vất vả nhất trên cả nước Mỹ để chống lại COVID-19. Một số các bệnh viện của tiểu bang Florida, đặc biệt là các bệnh viện ở vùng Tampa Bay, bây giờ có vị biết rằng là số bệnh nhân nhiễm COVID-19 nhập viện quá nhiều. Nhiều đến độ mà nó gần chạm tới cái mức cho phép của các bệnh viện luôn. Và con số lây nhiễm mỗi ngày của bên tiểu bang Florida Bây giờ là chỉ đứng thứ nhì cao đó, chỉ cao thứ nhì, thua một tiểu bang thôi, đó là Louisiana. Cho nên khi Thanh Tùng nói là tiểu bang Kali đang tăng cao thì là ý Thanh Tùng nói là tăng cao so với chính Kali của tháng 6 vừa qua. Nhưng nếu đem Kali mà so với những tiểu bang khác như là Texas, như là Florida, như là Louisiana thì Kali không tăng cao như vậy nha. Yeah. Rồi, bây giờ thì trở lại với câu chuyện mà Tại sao bắt thầy cô giáo với nhân viên các trường công lập phải đi chích ngừa COVID-19? Nếu không chích ngừa COVID-19 thì phải xét nghiệm âm tính với COVID-19 mỗi tuần, chọn một trong hai. Không có không có lựa chọn nào khác chỉ một trong hai, hoặc là phải đi chích ngừa đầy đủ, hoặc là phải đi xét nghiệm COVID-19 mà phải xét nghiệm mỗi tuần nha quý vị. Rồi, như vậy thì tiểu bang Cali sẽ là tiểu bang đầu tiên trên cả nước Mỹ, ban hành lệnh bắt buộc các thầy cô giáo phải đi chích ngừa COVID-19. Gần như ở những tiểu bang khác chưa có tiểu bang nào ra một cái lệnh như thế này cả. <laughs> Chỉ có tiểu bang Cali thôi. Hôm nay thì thống đốc Gavin Newsom khi đến thăm một trường tiểu học ở quận hạt Alameda, là quận hạt nằm ở phía bắc Cali đó, nằm về phía bắc của San Jose, thì loan báo kế hoạch bắt buộc thầy cô giáo phải đi chích ngừa. Và lệnh này được đưa ra, thưa quý vị, cùng một lúc giới lệnh bắt buộc tất cả các nhân viên y tế. Tất cả nhân viên y tế, dù làm việc cho các bệnh viện công hay làm việc cho các bệnh viện tư ở tiểu bang Cali cũng đều phải chích ngừa COVID-19 hoặc là phải xét nghiệm âm tính với COVID-19. Hiện tại thì một số các khu học chính ở vùng B area đã loan báo việc bắt buộc thầy cô giáo và các nhân viên trong trường phải chích ngừa COVID-19 rồi, trong đó có các khu học chính của San Jose, khu học chính San Francisco và khu học chính Oakland. Vậy có nghĩa rằng là trước khi cấp tiểu bang ra lệnh bắt buộc thầy cô giáo chích ngừa cấp tiểu bang thì một số khu học chính ở vùng Bắc Cali đó, nhất là ngay ở địa phương vùng B area này nè, họ đã đi trước một bước rồi. Họ đi trước rồi. Thanh Tùng nhớ là khu học chính của thành phố San Jose hồi tuần trước đã ra lệnh bắt buộc tất cả thầy cô giáo và nhân viên trong trường phải đi chích ngừa Covid-19 trước khi mùa nhập học bắt đầu. Thì tuần này là mùa nhập học cho con em mình nè, đúng không quý vị? Tuần này rất nhiều trường là cho con em nhập học trở lại. Tuần tới sẽ có thêm nhiều khu học chính nữa, nhiều trường nữa cũng sẽ mở cửa để đón cho con em mình học trở lại. Chưa kể là khoa tới tháng 9, tuần lễ đầu, tuần lễ thứ nhiều tháng 9 là nhiều trường đại học từ tiểu bang Cali cũng mở cửa cho các sinh viên trở lại trường thành ra mùa này là mùa mà người ta nói với nhau về sự an toàn dành cho con em của mình khi tụi nó được trở lại trường đi học có an toàn không ở cái thời điểm mà biến thể delta đang hoành hành nếu muốn an toàn thì mình phải áp dụng những biện pháp gì cho cái mùa tự trường của con em mình thì một trong các biện pháp an toàn đó chính là bắt buộc thầy cô giáo và nhân viên phải đi chích ngừa hoặc là đi xét nghiệm âm tính và Tất cả thầy cô giáo, nhân viên nhà trường lẫn các em học sinh trong trường tại tiểu bang Cali bắt buộc phải đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang ở bên trong nơi không gian kính. Đó. Rồi ngoài ra đó còn cái chuyện giãn cách xã hội 3 feet thì làm được thì làm, không làm được thì không sao. Nhưng bắt buộc phải có khẩu trang. Đó là một trong số những điều mà hy vọng là sẽ làm giảm đi sự lây nhiễm COVID-19 cho con em của mình khi tụi nó trở lại trường trong mùa tự trường năm nay. Thưa quý vị, Thanh Tùng có kể quý vị nghe hồi tuần trước, ở khu vực của Brandwood, khu hộp chính Brandwood ở phía bắc của Cali vừa mở trường ra trở lại con em đi học, lây nhiễm, lây từ 10 lên tới 19 trường hợp. Thanh Tùng sẽ trở lại kể quý vị nghe thêm câu chuyện này sau ít phút quảng cáo quý vị nhau đón xem. Thân Tùng kính lễ gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Nét Việt TV chào mừng quý đến phần 2 tiết mục Hot News của Thanh Tùng ngày hôm nay. Ở chúng tôi đang kể chuyện gian dở lý do tại sao mà thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang Cali bắt buộc tất cả thầy cô giáo và nhân viên các trường công lập phải đi chích ngừa Covid-19. Lý do đơn giản là bởi vì mình đã có bài học xảy ra tại một khu học chính thống nhất nằm ở phía bắc của Cali vừa mở trường ra một cái là lây nhiễm hàng loạt luôn, lây nhiễm Covid-19. Và bây giờ con số trẻ em lây nhiễm COVID-19 đang tăng nha quý vị, đang tăng nha. Biến thể Delta không tha em bé như các biến thể trước. Biến thể Delta lần này trẻ già gì nó cũng không tha hết trơn và đó là lý do tại sao quý vị nghe có tin ngày hôm nay. Cũng như thông tin bắt đầu thì bắt đầu từ ngày hôm nay thứ Tư 11 tháng 8. Đi thăm thân nhân bên trong bệnh viện phải chích ngừa đầy đủ trước rồi mới được vô thăm hoặc quý vị phải có kết quả xét nghiệm âm tính 72 giờ đồng hồ trước khi quý vị đến thăm thân nhân bên trong bệnh viện. À, rồi, trước khi mình quý vị phần tin chi tiết cho Thanh Tùng, giới thiệu với quý vị một số các bảo trợ cho chương trình hôm nay. Đó chính là Angel Beauty thuộc lạc bên trong của thương xá Grand San Mall San Jose. Chỉ đầy đủ các sản phẩm về dược thảo và mỹ phẩm 4084178638 Trung tâm thuế vụ hàng lê chuyên khai thuế cá nhân hùng hợp thuế công ty thuế thương mại thuế nhân viên. Địa chỉ 621 Tully Road San Jose phòng A125 bên cạnh Hồng Minh Travel 4082795843 Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya ở San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Việt Nam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craig Mall Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Thẩm mỹ viện Beauty Image San Jose do đường của bác sĩ Hùng Hậu đang có chương trình giảm giá 1.000 đồng cho kéo chỉ nâng cơ nguyên mặt. Ngoài ra, đang có chương trình promotion đặc biệt giảm 10% cho lệ phí và tặng miễn phí chương trình làm facial. Địa chỉ 979 Story Road Suite 7093 trong khu Việt Nam Town San Jose 5104527297. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Norden và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tiêm tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Norden trong khu thương mại Việt Nam Thao San Jose 408 293 5900. Vui lòng tham gia buổi họp cộng đồng trực tuyến với nhân viên của quận hạt Santa Clara và giám sát viên Mike Wasserman để tìm hiểu kết quả của một nghiên cứu được thực hiện dành cho quận hạt Santa Clara về phát thải trì trong không khí tại sân bay Red Hillview ở San Jose vào ngày thứ Năm 12 tháng 8 năm 2021, thời gian 6 giờ chiều, địa điểm xem liên kết Zoom và thông tin buổi họp ở cuối thông báo, mục đích của buổi họp này là để xem xét và đặt câu hỏi về kết quả của nghiên cứu do tiến sĩ Semirazan thực hiện về phát thải chì trong không khí tại sân bay Red Hillview. Nghiên cứu này sẽ được hội đồng giám sát của quận hạt Santa Clara xem xét trong phiên điều trần diễn ra vào lúc 6 giờ chiều 17 tháng 8 năm 2021 vui lòng tham dự phiên điều trần của hội đồng trên Zoom và đóng góp ý kiến. Đường link để tham gia buổi họp Zoom đang hiện trên màn hình. Rồi, thưa quý vị cho Thanh Tùng được nhắc là hồi cách đây 2 tuần thì ở Bắc Cali á, có một khu học chính ở khu vực của vùng phía đông của quận hạt Contra Costa. Khu học chính này là khu học chính Brandwood có tên là Brandwood Union School District mở cửa sớm hơn các khu học chính khác thì quý vị nhớ thanh tùng có kể câu chuyện này rồi thì vừa mở cửa ra cho các em tự trường trở lại đến trường đi học thì ngay lập tức quý vị không chờ tới một tuần lễ lây nhiễm lây nhiễm covid 19 giữa thầy cô giáo giữa các em học sinh với nhau và nó tăng từ 10 trường hợp ban đầu lên thành 19 trường hợp tính cho đến hôm thứ ba vừa qua do có tin chưa biết là lên tới 23 trường hợp rồi và bây giờ đó thì ít nhất là 117 em học sinh và bốn nhân viên trong nhà trường đang cho thấy một số các triệu chứng của Covid-19. Mặc dù sau khi đi xét nghiệm thì chưa có thấy kết quả dương tính, nhưng xin nhắc lại 117 em học sinh và bốn nhân viên trong trường đã bắt đầu cho thấy triệu chứng Covid-19 rồi. Nhà quý vị, đó là bài học để cho các cô học chính khác nhìn vào đó để mình có thêm các biện pháp để phòng ngừa tình trạng lây nhiễm. Thưa quý vị, trong lúc hàng chục ngàn trẻ em quay trở lại trường tại vùng B area, và cũng như là nhiều hơn nữa trên toàn tiểu bang Cali trong tuần này. Thì có bằng chứng rõ ràng rằng là biến thể Delta nó nguy hiểm hơn đối với trẻ em so với các loại biến thể khác. Trước giờ quý vị vẫn thường nghe trẻ em không có sao hết á. Trẻ em không có bị nhiễm Covid-19. Đúng không quý vị? Đó, ờ, mình nghe như vậy. Nhưng đó là đối với những biến thể khác của Covid-19. Còn riêng biến thể Delta này thì xin nhắc lại nó không tha cho trẻ em. Nó không tha các em nhỏ. Và trẻ gái trai gì nó cũng tấn công được hết. Và đặc biệt nó rất nguy hiểm với con em của mình. Đây là bằng chứng cho thấy. Thưa quý vị, các bác sĩ tại trường à, tại bệnh viện Nhi Đồng có tên là Lucio Packard Children's Hospital Stanford đang nhìn thấy sự thay đổi trong số các con số của những con em mình mà bị nhiễm COVID-19 trong thời gian gần đây. Trong đó, bác sĩ Grace Lee, là giáo sư chuyên về nhi đồng đang làm việc tại trường thuốc của trường đại học Stanford University nói rằng chúng tôi đang nhìn thấy sự gia tăng con số những trẻ em đang phải nhập viện vì Covid-19 trong những tuần lễ gần đây nha. Rồi vị bác sĩ này còn nói rằng đa số các em nhập viện là vì nhiễm phải biến thể Delta đó quý vị. Bác sĩ còn nói rằng là chúng tôi bây giờ biết rằng là biến thể này nó lây nhiễm rất là nhanh nó lây nhiễm nhanh gấp 1.000 lần, tức là số lượng vi khuẩn gấp cả ngàn lần so với các biến thể khác. Do đó, chúng tôi tiên đoán rằng sự truyền nhiễm sẽ còn tiếp tục tệ hại hơn trong những ngày tới. Trên khắp nước Mỹ, con số trẻ em nhiễm COVID-19 đang tăng. Theo Hiệp hội Nhi đồng Toàn quốc, thì 16 tiểu bang, trong đó có tiểu bang Cali bây giờ, đã có hơn 100.000 trường hợp các trẻ em nhiễm COVID-19 nha quý vị. 16 tiểu bang rồi, kể cả tiểu bang Cali. Và đa số các em là khi nhiễm rồi thì sẽ hồi phục nội trong vòng một tuần. Nhưng, nghiên cứu mới đây còn chỉ ra rằng, cũng có những em sau khi nhiễm COVID-19 rồi, thì hậu quả của nó sẽ kéo dài trong một thời gian, kéo dài trong một thời gian không hề ngắn. Thí dụ, các em sẽ có cảm giác mệt mỏi kéo dài trong nhiều tháng. Các em sẽ bị mất mùi vị và khó để tập trung trong vòng nhiều tháng nha quý vị. Đó là con em của mình đó. Ngoài ra, một số em có một số ít trường hợp hiếm. Các em sau khi nhiễm Covid-19 rồi thì các em sẽ bị các cái vấn đề liên quan tới các khớp khớp xương của các em các em sẽ bị ảnh hưởng bởi não các em sẽ bị ảnh hưởng với những vấn đề về tim nha quý vị là vì biến thể Delta và tất cả những uh, rắc rối này nó càng khổ sở thêm một điều nữa bởi vì những em dưới 12 tuổi bây giờ trên toàn nước Mỹ vẫn chưa được chích ngừa đâu quý vị nha. Rồi, các chuyên gia về lây nhiễm đó, họ đang trông đợi là cơ quan FDA họ sẽ chấp thuận vaccine Covid dành cho những trẻ em dưới 12 tuổi vào khoảng cuối năm nay 2021. Tuy nhiên, trước khi tất cả các em nhỏ được chích ngừa thì khẩu trang tại nhà trường chính là một trong những công cụ an lành nhất, tốt lành nhất để bảo vệ cho các em, bảo vệ các thầy cô giáo ở trong trường. Còn bây giờ thưa quý vị, à, xin nhắc với quý vị bắt đầu từ ngày hôm nay thì tất cả các bệnh viện nè, tất cả các trung tâm y tế kể cả các nơi sinh hôm, họ bắt buộc quý vị mỗi lần đi vào thăm thân nhân của mình, quý vị phải có bằng chứng là đã chích ngừa đầy đủ COVID-19 rồi. Hoặc là quý vị phải cung cấp bằng chứng là quý vị đã có xét nghiệm âm tính với COVID-19 72 tiếng đồng hồ trước khi quý vị đến nơi. Xin nhắc lại, đây là lệnh bắt buộc tại tiểu bang Cali bắt đầu từ ngày hôm nay thứ tư. Ai không xem chương trình vào ngày hôm nay có giới thanh tồn, chắc chắn quý vị sẽ không biết tin. Cho rằng ngày mai, quý vị sẽ vô tư hồn nhiên như cô Tiên đi vào bệnh viện thăm thân nhân. Người ta hỏi có, có bằng chứng không? Mình chích người rồi có chứ mà tại không không mang theo. Hay có bằng chứng xét nghiệm không? nhiều khi không biết nó đâu đi xét nghiệm trên không được vô. Vậy thì cái lợi không? Xem hot news với Thanh Tùng biết thêm những cái lợi đây là những cái tin rất lợi cho bà con của mình nha, sự như nha quý vị. Thì bây giờ thì chỉ mới có hơn 76% người dân Cali nhận được ít nhất là một liều chích vaccine Covid-19. À, trong khi đó thì tất cả các nhân viên y tế làm việc cho các bệnh viện công hoặc là tư ở tiểu bang Cali cũng đã bị buộc phải chích ngừa Covid-19 hoặc là phải xét nghiệm âm tính COVID-19 và phải hoàn tất việc này trước cuối tháng 9 năm nay. Trước đây đó thì ông thống đốc Gavin ông, ông cho nhân viên y tế của Cali có quyền lựa chọn hoặc là chích ngừa ha, hoặc là chích ngừa hoặc là xét nghiệm âm tính. Nhưng bây giờ thì lệnh mới rồi có gì? Lệnh mới là không có lựa chọn xét nghiệm. Tất cả nhân viên y tế của tiểu bang Cali phải chích ngừa đầy đủ COVID-19, còn nếu không đi kiếm tiểu bang khác mà làm không chấp nhận xét nghiệm âm tính nữa. Từ bây giờ cho đến cuối tháng 9 phải hoàn tất việc đi chích ngừa nha quý vị. Rồi, đó là một số các thông tin chúng tôi chia sẻ với quý vị. Thanh Tùng thấy hết giờ nhưng mà thôi cho em lố một chút xíu, lỡ một lố rồi cho em lố luôn. Không chỉ là một số nơi như Thanh Tùng vừa kể, trường học hay bệnh viện, mà kể cả các công ty lớn, công ty lớn hiện nay họ cũng đã bắt buộc nhân viên của họ phải chích ngừa Covid-19 hoặc là phải xét nghiệm âm tính khi đến nơi làm việc. Đó là Google, Facebook, Netflix, Lyft, Uber, Twitter, Walmart và kể cả công ty Disney. Xin nhắc lại, đó là những công ty đã bắt buộc nhân viên phải chích ngừa COVID-19 đầy đủ. Danh sách này sẽ còn kéo dài hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và một lần nữa, kêu gọi tất cả quý vị ai chưa chích ngừa, hãy đi chích ngừa càng sớm càng tốt để bảo vệ cho quý vị, bảo vệ cho người thân và bảo vệ cho cộng đồng. Những quý vị nào cần đường link để có cái mã số QR để chứng minh rằng là mình đã chích ngừa rồi đó. Nhìn cái đường liên đang hiện trên màn hình. Thì quý vị chụp lại quý vị truy cập vào nha. Còn thôi thì gọi cho đại Nát Việt hay gọi cho Thanh Tùng chúng tôi sẽ cung cấp quý vị đường liên. Cảm ơn quý vị theo dõi tiết mục này. Quý vị có thể xem lại trên Youtube. Khi gọi chữ Hot News sẽ Thanh Tùng xem xong đừng tiếc một cái like để im trợ tinh thần cho tụi em. Và quý vị muốn xem tiếp trong tương lai thì subscribe. Người Việt mình gọi là đăng ký kênh nha. Rồi, quý vị muốn bảo trợ tiết mục này trên TV gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình. Hẹn gặp lại quý vị tiết mục này vào ngày mai.